Chào cô chú anh chị, bữa nay thu hoạch dưa leo, cà, củ hoa, có gì trong vườn mẹ nấy. Nhìn trái dưa leo thấy thương ghê chưa? Ôi, con hai trái cho nhóc cười quá à. Ây, coi rồi, trái quá trời luôn nè. Trên ngọn cái gì nè? Cái gì trên ngọn trái quá trời luôn. Hi, Helen xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Thì bữa nay Helen với ông xã sẽ thu hoạch những cái loại rau trái trong vườn của Helen nha. Đây nè, đây là dưa leo Hàn Quốc nha. Trời ơi, trái nhiều lắm cô chú anh chị ơi, cái loại này rất là nhiều luôn á. Cái này cái trái của nó rất là non luôn nè, mê chưa? Trồng lên tới đốc nhà của hai lần phải hai lần phải bắt cái thang lên. Dưa leo này trái nhiều lắm, trái không dài hay. Đây là nông dân có cái nón là độc lạ đó. Thì mình sẽ thu hoạch nha. Đây, hai lần chia sẻ với cô chú anh chị. Hay là bẻ nửa trái ăn nè, còn nửa trái để dính toàn ten. Bây giờ mình cắt luôn. Hay là thích ăn dưa leo mà cầm nguyên trái ăn luôn nha, chứ không có thích sắc ra. Đây, đây hay là quay cái dây dưa leo của hay là cho tất cả cô chú anh chị và các bạn xem nha. Trời ơi, nó trái gì mà mình không tưởng tượng luôn á. Cái nè, nó đeo nè. Ôi ôi, coi nó đeo nè, quá trời luôn. Cái này trồng dưới đất là đã đủ cái sức của nó, cho nên nó ra trái rất là nhiều luôn, là mỗi mắt mỗi có cái trái luôn nè, lên tới ngọn luôn. Cái này là mình trồng cái dây này ngoài đất nha, đó hay là trồng có 2-3 dây ở ngoài đất thôi à. Coi trái nè, nó xuống tới cái gốc luôn à. Leo Hàn Quốc này ngọt lắm, quá trời trái luôn. Đây, quá trời nhiều trái luôn nè, mê chưa? Còn cái dây này thôi không có tưởng tượng luôn á. Thấy ngọt luôn. Cái này mà cô chú anh chị và các bạn mà trồng ở ngoài đất rồi thôi là ăn mệt nghỉ luôn á. Trái nhìn mê luôn á. Bây giờ mình sẽ hái tới cái vàng dưa leo này nha. Đây nè, coi trái nè. Bây giờ mình sẽ thu hoạch luôn nha. Trái rất là bự luôn. Đó, mê chưa? Nhìn coi nè, ăn riết không kịp luôn. Đây, đây nè cô chú anh chị và các bạn ơi, nhìn trái dưa leo. Đưa lên anh. Trái này ra nửa ký. Wow, ký mê chưa? Trời ơi, trái dưa leo khủng khiếp luôn. Ôi ôi cái nè. Ê trời ơi, quá trời nhiều luôn. Coi nè, thấy mê chưa? Đó, mê chưa? Ôi ôi, nhìn dưa leo nè. Nhìn dưa leo chùm nè. Ê, dưa leo chùm nha cô chú anh chị và các bạn. Hình có hai loại giống dưa leo chùm luôn. Cái loại này trái hơi bầu bầu, còn cái loại kia trái dài dài. Trái mà tự ở dưới gốc lên tới ngọn luôn, toàn ten luôn nè, quá trời nhiều luôn. Coi nè, khủng khiếp luôn. Nhìn thấy mê luôn á. Cắt cà tím nha. Đây nè,
Hôm nay Helen thấy rổ rổ luôn mà ăn chưa có ăn luôn á. Mê chưa? Ôi ôi. Thấy dưa leo Hàn Quốc rồi nè. Ông ơi. Cái này vô là xào mực ăn hết sảy luôn á. Mực với cần. Đây nè. Nhìn cây cà của Thành bữa nay nó chín đỏ hết luôn nè. Bé chúa. Bây giờ mình sẽ thu hoạch luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Xá là nguyên cái xệ luôn. Đảo quá trời luôn rồi. Thôi nè. Bé chúa. À, đã chưa. Nó trái mà nó đeo không nổi luôn. Cây bên đây nó đang chín luôn rồi nè. Có thu hoạch này nha cô chú anh chị. Mê chưa. Đây nè cô chú anh chị và các bạn, bữa nay nè trái hu qua nè. Trời ơi nó ngon ơi là ngon luôn. Cái hu qua này nó vừa giòn khỏi cần. Nè nó vừa giòn thịt luôn. Không có cần phải cắt hay làm hai nha. Đây nè mê chưa. Bây giờ hai lần sẽ thu hoạch luôn. Ôi nè. Thấy cưng dễ sợ luôn. Ôi đã quá. Ôi đã quá à. Nhìn mê luôn nè. Đây. Ôi nó nặng ơi là nặng, nó đủ nước á. Cắt nha. Ôi coi nè. Vừa dọn thịt luôn. Không cần phải chỉ cắt làm hai với hôm qua. Giống này của Việt Nam mình là ngon nhất. Hay là thích ăn cái giống của Việt Nam. Còn bên đây là trồng nó bị lai nhiều quá. Với trái dài quá mình phải cắt làm hai không có ngon. Đây mình sẽ cắt. Đã quá đi. Nhìn trái hoa me chưa. Đây nè, Helen thu hoạch coi nè. Một xịa luôn. Nhìn mấy trái hôm qua là thèm luôn á. Đây mình thu hoạch rồi nè cô chú anh chị và các bạn ơi. Quá trời nhiều luôn. Cái này mà vô xào dưa leo xào mực cũng ngon nữa. Cái hôm qua này hầm cá lát lát nha. Helen hái một thau cà tím rồi mà chưa có ăn nữa. Coi cà nè. Cái trái này là loại dài ngon lắm. Thấy mê luôn á. Ồ, cô trái du lê Hàn Quốc rồi nè. Đây nha cô chú anh chị và các bạn. Chiều mình thu hoạch cái nè. Quá trời nhiều luôn. Nhìn trái hôm qua là thấy thèm liền á. Những cái trái hôm qua này bây giờ Helen sẽ hầm với cá thác lát. Còn du leo thì mình sẽ xào mực nha. Chung với cà ăn rất là ngon luôn. Thì Helen sẽ làm món hủ qua hầm cá thác lát. Đây Helen thu hoạch mấy trái hủ qua đầu mùa ở trong vườn. Đây là hủ qua gốc đó. Bây giờ Helen lấy cái ruột ra rồi hết rồi nha cô chú anh chị và các bạn. Còn cái đây là cá thác lát. Helen đã tán nó rồi nè. Nó dai rồi nè. Bây giờ mình sẽ dồn với lại hủ qua để mình nấu một nồi canh hủ qua nha. Rồi bây giờ là Helen bắt cái nồi nước lên nè. Bây giờ mình chuẩn bị cho cái nước sôi để mình để hủ qua vô mình hầm. Còn bên đây là ông xã Helen đang kho cái nồi thịt ba rọi
Cái này là ông xã Helen kho nha, chứ không phải Helen kho nha cô chú anh chị và các bạn. Đây kho tiêu nè, để mình ăn với canh hú qua nha. Đây cái nồi thịt ba rồi mình đã kho xong rồi, thì một chút xíu nữa cái hủ qua hầm xong thì Helen với ông xã sẽ mời tất cả cô chú anh chị và các bạn ăn cơm chiều nha. Thì bữa nay Helen cũng ăn hơi trễ chút xíu. Đây, rất là đậm đà luôn, ngon cực kỳ luôn á. Rồi Helen nấu đồ ăn chính rồi nha. Đây là canh hủ qua, có nè những cái trái cà pháo của Thái Lan đó. Helen hái bữa nay vô được mấy trái nha cô chú anh chị và các bạn. Rồi có dưa cải làm dưa. Đây là thịt kho, còn cái này là canh hủ qua. Thì Helen mời tất cả cô chú anh chị và các bạn dùng cơm tối với hai vợ chồng Helen nha. Đây là món canh hủ qua, rất là ngon luôn, nấu rất là lâu luôn đó cô chú anh chị và các bạn. Tại trái hủ qua của Việt Nam mình đó, nó cứng, nó ngon. Còn ở bên đây thì cái trái nó mềm, cho nên Helen nấu nãy giờ cũng nửa tiếng đồng hồ mới xong đó. Thì mời cô chú anh chị và các bạn ăn nha. Bây giờ Helen sẽ cắt cái trái hủ qua ra, mình ăn thử coi nó như thế nào nha. Chào cô chú anh chị, mời cô chú anh chị dùng bữa cơm với vợ chồng mình. Tao ăn thử hủ qua thử rồi sao. Mới trồng đầu mùa ăn thử rồi sao. Hủ qua ngon, rất là ngon, thơm, ngon. Ngon. Hủ qua này không phải như cái hủ qua mà ở đây nó mềm, ăn nó giòn giòn, nó giòn giòn, nó giòn chứ nó không có mềm, rất là giòn, giòn thật 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 đó. Rồi thì bây giờ Helen với ông xã ăn nha. Thì cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng Helen thu hoạch những cái rau củ trong vườn của mình, rồi nấu cái món canh hủ qua hầm thịt ba rọi kho nha. Cái này cái gà pháo à. Giống này của Thái Lan, ăn thử à. Ngon, giòn mà ngọt. Đó, nếu mà thấy thương hai vợ chồng Helen thì nhớ ủng hộ kênh Helen nha cô chú anh chị. Bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh cho Helen ủng hộ để Helen ra nhiều cái video mới cho tất cả cô chú anh chị và các bạn xem. Bye bye cô chú anh chị.